Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Thiên cơ trái đất dung dinh do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Đờn kêu thiếu bạc thiếu vàng, giấu đâu cho khỏi hủy tàn thiêu thân. Đờn kêu sự thế kề gần, dáng đi quý vị phú bần linh đinh đờn kêu đây tới năm thìn, kẻo qua năm tị nhìn mình không ra. Nói cho bá tánh chị bà, bảy ngày một bữa lết la cùng đảng, gạo kia đem đổi lại vàng. Thấy chưa quý vị hình tàng ốm đau, lớp thì khóc khổ tại trào. Đờn khai quốc vị khai chào chúa Minh, đờn kêu trái đất dung dinh, đổi mùa đổi tiết dân mình đổi luôn, đờn kêu đổi triệu đổi muôn. Chùa Am sẽ vắng tiếng chuông vang rền. Đờn kêu bá tánh hãy quên. Nói đây một chút kể bên cậu về. Đờn kêu thay nổi ê chề Dân đâu có biết muôn bề tường chi. Đờn kêu những việc phải đi. Về nhà suy nghĩ từ bi rồi hồi. Đờn kêu khổ lắm dân ôi. Nay mai rồi thấy khổ trôi ra ngoài. Đờn kêu cốt nhục muôn loài. Xanh ra rồi diệt xanh hoài rồi không. Đờn kêu hạt giống minh mông. Gieo chỉ giống ác lại chồng đại ân, đờn kêu Phật ở nước tần, đờn kêu sắp hỡi dần dần lại qua, đờn kêu hết Mỹ tới Nga, đờn kêu Nhật Bản sắp ra Đại Thành, đờn kêu cậu thấy tan tành, rượt đi châu báu lại giành kim cương, đờn kêu nhiều nỗi thê lương, giành đi đức đạo giành đường hiếu chung, đờn kêu sưng bá sưng hùng, nay mai rồi phải dục tùng cô đơn, ai suy ai thạnh ai hơn. Ai khẩy tiếng đờn kỳ họa ra thi, giờ đây ta biết làm chi. Khai minh tỏ rõ đợi thì mới thi, ai vua ai Phật ai thầy. Ai tinh ai quỷ rồi đây dân tưởng, ai khôn ai dại ai thương. Ai người yêu quái lại đường ngục môn, nói cho rõ thiên môn địa ám. Cậu nói nhiều nhưng chẳng dám đâu, nói cho bá tánh từng câu. Nói rằng Nam Việt lỗ lầu thánh tiên, các nước khác tứ phiên sắp dậy cả chúng sanh đâu thấy bồi hồi kể vai sắp đặt sẵn rồi chờ trên ra lệnh nó nhồi hỏa công tiền tài của vụt sông dương hải lũ quỷ ma cũng cái luật trời mỹ kim bỏ hết dân ơi trí thần chút hết tơi bời hại nhau thái bình dương máu đảo còn dậy bớ chúng sanh trồng cấy thiện nhân dáng lo ơi hỡi cân phân tỉnh rồi coi hỡi ngày gần lắm đa lớp phản chúa giết cha đầy nhẫy tình anh em không thấy hại nhau cùng là đồng chúng đồng bào giết thôi chật đất chôn nào thảm thê chừng động phật bồ để ấn chiếu nói cho trò dậy biểu dáng khôn sắp đây bảy nhiệt thiên môn sơn băng thủy kiệt linh hồn nát tan sông còn cạn cơ hàn áo vải cảnh phong ba trò hãy nào tường nói cho bá tánh thê lương đổi mùa đổi tiết phố phường đổi luôn đổi thương đổi nhớ đổi buồn đổi sau Phật quốc khai tuồng Long Hoa, đổi gần rồi lại đổi xa, đổi quỷ rồi lại đổi ma tiêu tàn, đổi bạc rồi lại đổi vàng, đổi người giàu có cơ hàn nay mai. Mặt A băng lộ huyền cơ 8, phút 29, Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết thập niên 1980, sấm giảng đạo khùng trang 34-37, đến thiền tịnh biểu sơn Sydney ấn tống năm 2002. Lời bình những câu sấm, đờn kêu sự thế kề gần, dáng đi quý vị phú bần linh đinh, đờn kêu đây tới năm thìn, kẻo qua năm tị nhìn mình không ra, nói cho bá tánh chị bà, bảy ngày một bữa lết là cùng đảng, gạo kia đem đổi lại vàng, thấy chưa quý vị hình tàng ốm đau, lớp thì khóc khổ tại trào, đờn khai quốc vị khai chào chúa Minh, đờn kêu trái đất rung rinh, đổi mùa đổi tiết dân mình đổi luôn. Đờn kêu đổi triệu đổi muôn. Chùa am sẽ vắng tiếng chuông vang rền. Hai năm giáp thìn ất tỵ 2024 đến 2025, thế chiến ba càng khốc liệt, chết chóc kinh hoàng, kinh tế suy sụp, đói khát tràn lan đúng như câu sấm cho biết. Nói cho bá tánh chị bà, bảy ngày một bữa lết la cùng đảng, gạo kia đem đổi lại vàng. Thấy chưa quý vị hình tàng ốm đau binh lửa từ Đông Âu Trung Đông lan ra khắp nơi, bom đạn tàn phá thành phố đổ nát hoang tàn, tưởng như đia cầu ngứa nghiêng tàn dã Thời tiết thay đổi rông gió sái mùa sái tiết, nơi này ngập lụt sập nhà sập cửa, nơi kia bị nắng hạn cháy rừng cháy núi. Đờn kêu trái đất rung rinh, đổi mùa đổi tiết dân mình đổi luôn, đờn kêu đổi triệu đổi muôn. Chùa am sẽ vắng tiếng chuông vang rền, cuối hạ ngươn, quả nhồi tới tấp tai họa dồn dập lớp chết vì nạn binh lửa lớp chết vì nạn thiên tai người chết quá nhiều xác thây chất chồng đống không kịp chôn mùi tử khí bay ngút trời không thể tưởng tượng nổi đờn kêu thây nổi ê chề dân đâu có biết muôn bề tường chi chiến tranh khởi trước từ trung đông đông âu sau đó chuyển sang á đông máu nhuộm đỏ biển thái bình dương thật là khủng khiếp thiên cơ gấp lắm tu mau kẻo trễ các nước khác tứ phiên sắp dậy cả chúng sanh đâu thấy bồi hồi, kể vai sắp đặt sẵn rồi. Chờ trên ra lệnh nó nhồi hỏa công, tiền tài của vụt sông Dương Hải. Lũ quỷ ma cũng cái luật trời, Mỹ Kim bỏ hết dân ơi. Trí thần chút hết tơi bời hại nhau. Thái Bình Dương máu đảo còn dậy, bớ chúng sanh trồng cấy thiện nhân, dáng lo ơi hỡi cân phân. Tỉnh rồi coi hỡi ngày gần lắm đa. Khi các siêu cường trực tiếp tham chiến, kho võ khí nguyên tử nổ tung, trái đất ngửa nghiêng, rời non lấp biển, sơn băng thủy kiệt, thay đổi ngũ hành, sẽ có bảy ngày đêm không trời trăng tối đen, tiếng khóc la kêu cứu thật kinh hoàng. Sắp đây bảy nhiệt thiên môn, sơn băng thủy kiệt linh hồn nát tan, sông còn cạn cơ hàn áo vải, cảnh phong ba trò hãy nào tường, nói cho bá tánh thê lương, đổi mùa đổi tiết phố phường đổi luôn đổi thương đổi nhớ đổi buồn đổi sau phật quốc khai tuồng long hoa đổi gần rồi lại đổi xa đổi quỷ rồi lại đổi ma tiêu tàn đổi bạc rồi lại đổi vàng đổi người giàu có cơ hàn nay mai phụ lục thiên cơ thìn tị ngọ mùi ngày nay xe lết xe lôi đúng lời truyền sống của hồi đời lê là năm rồng rắn ngựa dê chúng sanh thế giới ê hề thầy phơi, trạng trình truyền sấm mấy lời. Ngày nay dân chúng vậy thời giáng chi, hiền nhân bổn phận tu mi. Hãy mau thức tỉnh kiếm thì huyền cơ, ngọn đèn khi tỏ khi mở. Chúng sanh còn đợi còn chờ chuyện chi, trên trời xuất hiện tử vi. Quang minh sáng suốt vậy thì dân ôi, thường dân khó đứng khôn ngồi, xót xa dạ ngọc bồi hồi tâm trung. Gió rông thì cội cây rung, phương xa có giặc thung dung đặng nào. Sám giảng quyển 3, Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1939. Sydney, ngày 12 tháng 11 năm 2023, Kỳ Vân Cư Sĩ Biên Khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.